Em có biết cornering ABS là gì không? Em không biết. Em có biết ABS là gì không? Em không biết. Em biết phanh là gì không? Em không biết luôn. Và chủ đề ngày hôm nay của chúng ta chính là về phanh ABS cũng như là cornering ABS, một công nghệ mà đang dần rất là phổ biến ở trên những cái dòng mô tô bây giờ rồi. Bắt đầu thôi. Đầu tiên thì mình muốn lướt qua một chút về cái nguyên tắc hoạt động của phanh đĩa. Hiểu nôm na thì phanh đĩa thì nó sẽ không sử dụng dây nữa, mà thay vào đấy thì nó sẽ sử dụng thủy lực. Thậm chí là trên một số cái dòng xe hạng nặng thì có thể là dùng phanh hơi, mà thôi cái này thì chúng ta sẽ không bàn ở đây. Đến khi mà chúng ta bóp phanh ấy thì dầu sẽ được đẩy xuống ngàm phanh và nó ép những cái piston và ép má phanh kẹp vào đĩa và giúp cho bánh xe giảm tốc độ quay. Cái hệ thống phanh đĩa này nó cũng xuất hiện được từ khá là lâu rồi, cho nên là những cái dòng xe phổ thông, những dòng xe giá rẻ ở trên thị trường bây giờ thì cũng đã có trang bị tiêu chuẩn là phanh đĩa rồi. Vậy thì phanh ABS là gì? ABS là viết tắt của Anti-Lock Braking System, tức là hệ thống phanh chống bó cứng. Vậy thì hãy đặt ra một câu hỏi là thế nếu như mà phanh bị bó cứng thì như thế nào? Lấy ví dụ nếu như mà chúng ta sử dụng hệ thống phanh mà không có ABS thì khi mà phanh gấp hay là bóp chặt phanh thì sẽ gây ra hiện tượng là bánh xe bị khóa cứng, gây đến một cái tình trạng là bánh xe bị trượt và mất kiểm soát cho xe, thì điều này sẽ gây ra những cái rủi ro mà hoàn toàn là không đáng có. Và hệ thống phanh ABS có tác dụng ngăn chặn việc bị khóa bánh xe khi phanh, giúp cho chiếc xe của chúng ta không bị mất kiểm soát và tăng tính an toàn khi mà điều khiển xe. Nguyên lý hoạt động của phanh ABS thì nó cũng rất đơn giản thôi, nó cũng không khác gì với cả nguyên lý hoạt động của phanh đĩa bình thường cả, ngoại trừ việc là nó phức tạp hơn rất là nhiều. Ở những cái chiếc xe mà được trang bị ABS thì các bạn sẽ để ý thấy trên đĩa phanh sẽ có mắt đọc để kiểm soát và đo đạc số vòng quay của bánh xe. Cảm biến sẽ đưa thông tin về máy tính để xử lý và tính toán mức độ phanh hợp lý cho một cái mức tốc độ nhất định. Khi bánh xe mà chuẩn bị gặp tình trạng bị khóa bánh thì bơm sẽ ngay lập tức giảm áp suất dầu để đưa tới ngàm phanh để bánh xe có thể tiếp tục quay, và ngay sau đó lại tiếp tục bơm thêm dầu để tăng lực phanh. Và cái quá trình này thì nó diễn ra rất là nhanh, trong vòng 1 giây thì có thể thực hiện được hàng trăm lần. Điều này thì sẽ giúp cho chiếc xe giảm tốc, sẽ không bị trượt bánh, không bị mất kiểm soát, và đồng thời thì cũng sẽ giảm được cái khoảng cách phanh. Khi mà các bạn chọn mua một cái chiếc xe SH ấy, thì chúng ta sẽ có hai phiên bản, đó là phiên bản phanh ABS và một phiên bản gọi là rẻ tiền hơn là phiên bản phanh CBS. CBS là viết tắt của Combined Braking System, tức là khi mà chúng ta tác động lực vào tay phanh sau thì đồng thời là cả phanh trước cũng sẽ được hoạt động, giúp cho chiếc xe cải thiện được quãng đường phanh. Tuy nhiên thì cái hệ thống phanh này nó đơn giản hơn và không có khả năng chống bó cứng phanh, tức là vẫn có thể gặp tình trạng bị khóa bánh và trượt. Một chút thông tin bên lề thôi để dành cho những cái bạn nào mà đang cân nhắc chọn mua SH thì có thể là tham khảo thêm về cái thông tin này. Ở trên ô tô thì khi mà chúng ta nghe quảng cáo, ngoài cái cụm từ ABS ra thì chúng ta cũng nghe đến một cái nữa, đó chính là EBD hay còn gọi là EBD. EBD là viết tắt của Electronic Brake Force Distribution, tức là hệ thống phân phối lực phanh điện tử. Khi mà kết hợp cái hệ thống này với cả phanh ABS hoặc thậm chí là hệ thống cân bằng điện tử ESC thì EBD sẽ giúp cho chiếc xe có hiệu năng phanh khi vào cua hoặc là khi đánh lái hiệu quả hơn, và nhờ vào cái lực phanh phân phối tới các bánh xe khác nhau tùy theo từng những tình huống khác nhau. Tuy nhiên thì với xe máy thì ABS sẽ chỉ hoạt động tốt nhất khi mà đang đi trên một đường thẳng mà thôi, bởi vì khi mà vào cua thì traction giữa lốp và mặt đường nó sẽ bị giảm, và chính vì vậy thì khi mà sử dụng phanh trong cua sẽ tăng khả năng bị xòe do lực phanh nó tác động, nó sẽ giống như là khi xe đang chạy trên đường thẳng. Và cornering ABS được ra đời để giải quyết cái vấn đề này. Với cornering ABS thì nó sẽ không đơn giản chỉ là đo cái tốc độ quay của bánh xe, mà nó sẽ đo cả gia tốc, rồi tốc độ, rồi thậm chí là cả góc nghiêng của xe khi đang vào cua, bằng cách nó sử dụng cái cảm biến đo lường quán tính 6 chiều IMU. IMU là viết tắt của Inertial Measurement Unit. Máy tính sẽ tính toán và đưa ra một cái lực phanh hợp lý cho cả bánh trước và bánh sau tùy theo mỗi cái tình huống nhất định. Đây là một cái video của KTM đã cho thấy cái sự khác biệt giữa phanh trong cua khi không có ABS, có ABS và có cornering ABS. Các bạn có thể thấy với xe có ABS thì khi phanh xe sẽ có xu hướng bị dựng lên, trong khi đó xe được trang bị cornering ABS thì khi mà phanh trong cua xe vẫn giữ được cái quỹ đạo đường đi của mình cho tới thời điểm dừng hẳn.
Tuy nhiên thì mình cũng lưu ý với các bạn, đó chính là ABS hay là cornering ABS thì nó không phải là một cái gì như kiểu là một cái lá chắn để giúp cho chúng ta khi đi xe mà được gọi là chống xòe hay là an toàn tuyệt đối, mà chỉ đơn giản là tối ưu hóa sự an toàn cho người lái mà thôi. Tuy nhiên thì mình ủng hộ cái việc mà những trang bị an toàn ở trên xe càng ngày càng được nâng cấp và phổ biến, đặc biệt là với những chiếc xe thương mại được sử dụng trên đường phố hàng ngày. Bởi vì chúng ta dù có cứng đến đâu thì cũng không thể nào lường trước là những cái trường hợp bất ngờ diễn ra khi mà tham gia giao thông, đúng không ạ? Tuy nhiên thì mình không muốn nói tới những cái chiếc xe mà chạy trong điều kiện trường đua như là kiểu MotoGP thì họ không sử dụng phanh ABS. Cái đấy thì các anh như kiểu Marquez, Rossi là thuần skill rồi, cái đấy thì mình không đọ được. Sau đây là một số những cái fun fact về cornering ABS mà mình cũng muốn chia sẻ lại với các bạn. Thứ nhất, đó chính là chiếc xe đầu tiên mà có thể được gọi là được trang bị cornering ABS, đó chính là chiếc KTM 1190 Adventurer. Thì đây là chiếc xe đầu tiên mà được Bosch, sau khi mà họ nghiên cứu thì họ đã đưa lên cái dòng xe này, có thể gọi là dòng xe đầu tiên mà được trang bị cornering ABS. Fun fact thứ hai là cornering ABS có thể được gọi bằng rất nhiều cái tên khác nhau ở những cái hãng xe khác nhau. Ví dụ như là ở KTM thì họ gọi cái hệ thống này là MSC, MSC các bạn, thì tức là viết tắt của Motorcycle Stability Control, tức là kiểu hệ thống kiểm soát cân bằng cho xe máy ấy. Ở BMW thì họ gọi đây là hệ thống ABS Pro ấy. ABS nhưng mà Pro. Kawasaki thì họ gọi hệ thống này của họ là KCMF, KCMF là Kawasaki Cornering Management Function. Còn một số hãng khác cũng đến từ Nhật Bản thì họ đơn giản họ chỉ gọi cái hệ thống này là IMU, IMU thôi. Ví dụ như là Honda hay là Yamaha chẳng hạn. Phần cuối cùng đó là một chiếc xe mà các bạn có thể rất dễ để tiếp cận tại Việt Nam với một cái giá tiền mà nó cũng vô cùng hợp lý, mà cũng được trang bị hệ thống phanh và được dựa trên cái hệ thống cảm biến đo lường quán tính 6 chiều IMU ấy. Đó chính là chiếc CB300R của Honda. Mặc dù là Honda họ cũng không marketing rầm rộ về cái hệ thống này như là những hãng khác. Đến tận bây giờ thì mình mới biết điều này, chứ ngày xưa thì mình cũng nghĩ CB300R nó cũng bình thường thôi. Thật ra nó cũng không bình thường lắm. Mình hy vọng là những cái chia sẻ của mình nó cũng tương đối là đơn giản và sơ sài, nên là các bạn cũng dễ để mà hiểu về cái hệ thống phanh, phanh đĩa, phanh ABS hay là phanh ABS cornering mà bây giờ các dòng xe mô tô cũng đang dần được trang bị rất là nhiều rồi. Mong là các bạn sẽ thấy video này hay và có ích khi mà tìm hiểu về các dòng xe của mình. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn thấy hay thì đừng quên là like, share cũng như là subscribe để ủng hộ Tư Đường 2 Chiều. Mình có động lực tiếp tục làm những cái video có nhiều nội dung hay hơn và thú vị hơn. Đấy, bye bye.